tuyệt vời, tuyệt vời. Cho toàn thể con trong này một cây cầu. Vâng, rất là cảm ơn. Anh Tình là anh ấy nghe. Tuyệt vời, bà con rất là phấn khởi. Thắng cũng rất là mong được còn nhiều những cái chương trình đến với cả bà con như này. Đó. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Thì hôm qua thì Thắng phải nghỉ một ngày do có công việc riêng của gia đình. Thắng lại phải chạy xuống Hà Nội, xong bây giờ mới quay ngược lại đây để quay cho các bác tiếp tục được. Thì hôm nay Thắng trở lại với thôn bản Nà Thuông đó, trong cái chương trình giúp làm cầu ở đây. Thì hôm qua ở đây nó có xảy ra một cái trận mưa rất là lớn và dữ dội. Thắng trở vào đây thì trời nó đã quang và mây tạnh hết rồi. Mặc dù năm nay không hiểu sao mùa đông nó đến muộn hay là do biến đổi khí hậu hay như thế nào đó mà thời tiết cuối năm rồi mà nó lại có một cái trận mưa lớn như vậy đó. Đây là khu vực Thắng quay qua cho các bác biết được là cái vùng núi mà đi vào thôn Nà Thuông đó. Đây là Thắng đang đứng trên một cái cây cầu ở đầu thôn Lùng Trang, đi tiếp vào trong thôn Nà Thuông. Đấy, các bác nhìn thấy những cái vệt nước nó lũ quét hôm qua nó ngập hết lên trên chỗ này. Đó, rất là lớn. Và anh trưởng thôn nói rằng bảo là chưa bao giờ lại nước lại to lên như vậy vào trong cái mùa giáp mùa đông rồi. Hôm nay thì Thắng vào đây để trở lại như này. Hôm trước Thắng có quay cho các bác xem cái cây cầu ở Tân Sơn. Và bây giờ cái số tiền đó sẽ được chuyển trở lại giúp làm cầu ở trong thôn Nà Thuông này đó, qua cái chương trình của anh Nhu ở Kim Linh kêu gọi Thắng và đưa Thắng sang đến đây. Hôm trước thì Thắng cũng có đưa nhóm anh Hải, bạn Phạm Dũng và bạn Song Hỷ, bạn Phan Diễm có vào đây là giúp 8 triệu để giúp làm cầu ở trong này rồi. Và hôm qua thì cũng có hai cô bác nữa và một chị có lên tận Hà Giang và nhờ Thắng đưa đi du lịch, nhưng mà do các bác là hôm lên đến nơi rồi các bác mới điện Thắng nên là Thắng không thể sắp xếp được cái công việc để đưa các bác đi, nên phải cho em Tài đưa đi. Và cái công việc nữa là hôm nay là ngày khánh thành rồi, cái số tiền 93 triệu đó Thắng sẽ chuyển vào trong này cho thôn. Và hôm qua thì Thắng cũng nhận được 1.000 đô của cô Linh Trong, nhưng mà Thắng cũng chưa rõ được nữa cái nội dung là chuyển vào trong này giúp làm cầu là bao nhiêu, thì Thắng sẽ hỏi lại cô ấy. Bây giờ thì các bác cùng Thắng cùng mấy cái cả các anh ở xã sẽ vào trực tiếp hôm nay để xem là họ làm cầu như nào. Và qua đây thì Thắng cũng đã có một cái chương trình của Hội Chữ Thập Đỏ nữa, cũng sẽ qua là hôm nào đó là ngày 26 ấy, thì sẽ có một cái chương trình trao tặng quà trong này cho bà con nhân dân ở trong thôn Nà Thuông này nữa, Lùng Trang là Nà Thuông. Thì sẽ phối hợp là lúc đó thì sẽ khởi công đó và trao quà luôn cùng các anh chị trong cơ quan Hội Chữ Thập Đỏ. Hôm nay thì Thắng chỉ dạo vào bàn giao bàn tiền và động thổ lấy ngày đó, cùng với cả bà con nhân dân nhé. Ở đây nó tứ bề là núi các bạn ạ.
và đi vào trong này nó như kiểu là đi vào trong hẻm, trong đường đi Mã Pì Lèng ấy. Nhưng các bác hình dung ra nếu mà ở cái chỗ này mà nước nó dâng lên thì du lịch thì còn đẹp hơn cả khu vực Mã Pì Lèng. Tại vì là ở khu vực đèo hẻm Mã Pì Lèng nó chỉ có hai bên, nó chỉ có một đoạn thôi là vực cao thôi. Nhưng ở đây á, là hai bên đều luôn, nó dài khoảng hơn một cây số là vách đá cao nên là nó đẹp lắm. Nhưng mà được ở đây nước nó thay vì con đường này nó là nước để du lịch dòng sông thì tuyệt vời. Nhưng mà do cái địa hình để đi vào đây là nó hơi xa đó, và đường xá nó đi lại nó hơi khó khăn. Nhưng mà nếu mà nói thực sự với các bác rằng là nếu thật sự là cảnh đẹp thì ở đâu họ cũng có thể đến, miễn là nó là đẹp và nó gần gũi với thiên nhiên. Ở đây thì gần gũi với cả thiên nhiên rất là đấy. Và đây là cái suối này, họ có thể, đây là các bác thấy vệt nước rất là to, hôm qua là nước có chảy rất là mạnh, dâng hết cả lên đây. Vách đá này Thắng cũng bảo lúc nào cũng ví như kiểu nó ở khu vực đèo Mã Pì Lèng ở hẻm Tu Sản. Đây, xuyên sang bên này cũng có vách đá, mà quay ngược về vòng bên này cũng có vách đá từ tuyết từ ngoài luôn, và núi cao, vách cao đấy. Đây là xuyên vào đây đi, đường đi là cứ gọi là hun hút để vào đến thôn này. Là hôm trước là anh em Thắng còn phải bỏ cả xe ô tô ở ngoài và đi bộ vào, hôm đấy cũng bắt đầu mưa. Thì hôm sau anh em Thắng quay ra thì là hôm sau là mưa rất là lớn và có lũ quét ở đây. Vách hang động các thứ nhiều lắm. Không biết là các bác nhìn qua hình ảnh của Thắng là có thấy nó có hùng vĩ hay không, nhưng mà đi đến nơi mới thấy là nó cao và rồi là nó nguy hiểm lắm, vách biết là dựng đứng luôn, đường đi thì bé hút hút ra. Cây cối thiên nhiên ở đây là chim chóc, suối chảy róc rách luôn, đẹp vô cùng, thảm thực vật đẹp. Sáng nay không biết là bà con đã chuẩn bị lễ cúng lễ kiếc như nào rồi. Và hôm nay là Thắng có bàn giao trước là 50 triệu cho bà con. Vách đá ghê không? Các bạn thấy vách ghê không? Đứng đứng luôn. Đó, suối vào vách. Ôi, tắc đường rồi. Ôi, nếu mà hôm nay đi ô tô thì tắc luôn đây. Đi. Tắc luôn ở đây luôn rồi. Wow, đấy, ô tô đi từ từ, chính đỏ mưa hôm qua to. Đó, cái dòng suối này hôm nay nó có nước rồi này. Hôm trước các bác đi vào là chưa thấy nó có nước. Vách đá này cao hun hút luôn. Suối chảy di rào. Thắng đi vào trong anh nhá. Đường đi đến bên kia. Cứ đi vào chỗ xe máy vẫn đi được mà. Ý, nước này có nước rồi đấy. Ui, ấy, hòn đá giữa đường. Đẹp nhá. Bản này đẹp thật. Đứng đây tí. Đứng đây tí. Đứng dừng lại. Đây. Các bạn thấy thôn Nà Thuông đây, một lòng chảo ơi. Đấy, chụp cái ảnh ấy nhá. Này mùa lúa mùa kia thì đẹp đây. Đấy, mong bà con có đường sớm để đi lại nó đỡ khó khăn. Có cầu, có đường. Chào chú nhá.
Vất vả quá đường. Vâng, mong sao bà con là sớm có đường. Đấy, đang mưa trên đỉnh núi ra sao này, mưa trắng núi này. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Ui giời, cái đường. Ui giời, đường này xe sự taxi dù thì thôi, ngồi ngoài. Sáng ngày Thắng đi xe máy, mặc áo mưa từ thành phố. Và đây lạnh thật, trong ngoài lạnh lắm các bạn, lạnh hơn ở ngoài thành phố mấy độ. Này là một tay xe kém nhất trong các tay xe mà Thắng đã từng đi. Nói phát là hắn ga mạnh lên luôn. Nhà tôi ở lưng đồi đây. Bản đẹp không? Đây Thắng đã đến cái chỗ mà để hôm nay làm cầu đây. Khởi công các anh chị làm lễ. Xong mà xem như nào nhá. Giờ thì Thắng sẽ xuống dưới đó. Ngay dưới này thôi, cây cầu chúng ta sẽ được xây dựng ngay, bố trí ngay dưới này. Trong cái tuyến đường đi vào đây. Đó. Bản làng rất là đẹp, êm bình, yên bình trong buổi sáng sớm, dưới làn khói của một số nhà đang như kiểu là thổi cơm sáng, xong là trên là làm mây trắng quện luôn. Còn trên đỉnh núi thì các bác nhìn thấy thế thôi, đấy là đang là mưa đấy. Ồ, kia kìa, cái chỗ này này, những cái bãi này đang mưa đó. Và còn rất nhiều những cái điều kỳ lạ trên những cánh rừng này mà nghe qua cái lời của anh Tình nói, thì hôm nào Thắng sẽ khám phá những cái cánh rừng này cho các bác được biết. Các bác nhìn thấy ở chỗ này có một cái đốm trắng trắng này. Đó, đấy là một cái thác. Hôm nay thác nước có chảy mạnh kinh khủng. Chảy rất là to đấy. Cái thác đấy. Biết là tí nữa có thể tiếp cận được con thác đấy không đấy. Trắng bốp. Hôm nào Thắng sẽ khám phá cánh rừng này. Còn cái điều bí ẩn ở trong cánh rừng này nó là cái gì thì hôm nào các bác xem qua video thì các bác sẽ biết được nhé. Là cái điều bí ẩn nó ở trong này là cái gì. Mỗi một lần đi, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một thôn bản Thắng đến với những cái vùng cao là một cái gì nó rất là kỳ thú và nó có một cái lạ. Bản này Thắng hứa Thắng sẽ khám phá để cho các bác biết được là cái bản này nó có những cái gì, có những hộ nghèo ra làm sao, có những con người như thế nào. Và cây cầu này sẽ cố gắng được là để sẽ xem cho các bác được là xây dựng trực tiếp được như nào nữa nhá. Thắng sẽ cố gắng. Tại vì là trong cái video này có thể là xong là Thắng sẽ phải nghỉ 2-3 hôm. Thắng sẽ quay lại để đưa tiền cho em xính một chân trước. Xong là sẽ di rời, phải nghỉ được. Thắng phải bảo vệ sức khỏe của Thắng trong vòng khoảng 6-7 ngày. Là có một cái công việc riêng của Thắng nữa. Đấy. Nên là Thắng có thể nếu không ra được video thì mong các bác thông cảm cho Thắng vài ngày đó. Rất là đẹp. Còn việc của em Đồn nữa cũng đã ok rồi. Bây giờ chỉ việc thu hoạch thôi. Em xính một chân. Em Páo thì đang đào nương. Anh Nô, thầy thuốc Nô thì cũng đã được xây nhà, cất nhà xong xuôi rồi. Bây giờ chỉ chờ bắn cửa và sơn nữa thôi. Đó, xem qua thì các bác cũng sẽ biết được. Rồi là anh Chảo trong kênh của Tất Thắng cũng đã giúp. Thì các bác cũng đã thấy Thắng và anh Hải Sapa TV cũng giúp một ngôi nhà, chỗ nhà anh Chảo cũng đã xây dựng, chắc là ngày kia là cất nóc rồi. Và một ngôi nhà nữa là ngôi nhà 8 người thì đang được triển khai đập đá, hình như là mấy hôm nữa là đã dỡ nhà để bắt đầu xây móng rồi. Rất là khẩn trương. Còn con đường ở trên đó nữa thì hôm nào Thắng sẽ quay trở lại để tiếp tục 100 bao xi. Qua thì hôm kia thì có nhận được cái số tiền của cô Hà Mộng Hoa đó. Đó, cô cũng giúp
đó, thêm một cái số tiền ở trên đó nữa. Chị Khánh Ly đấy. Chị Khánh Ly hay là Khánh Ly gì đó. Thì Thắng sẽ sớm trở lại cái khu vực đó để giúp bà con ở trên đó nữa. Tại vì do cái điều kiện mà Thắng đi lại mỗi một vùng, nói Hà Giang thôi, nếu mà bán kính các bác, nếu mà bác nào đã đi Hà Giang rồi các bác biết rằng là bán kính của Hà Giang để mà đi được từ huyện này sang huyện kia, nếu đi từ huyện Xí Mần mà sang đến huyện Mèo Vạc ấy, thì nó rơi vào gần 400 cây đó, đường đèo đường dốc. Nên là các bác để biết được nguyên Hà Giang thôi đã nó đã như thế nào rồi. Đấy, Thắng zoom lại cho các bác thấy này, bà con đang đi đẹp không? Đẹp tuyệt vời chứ, không còn gì để mà nói nữa, cảnh sắc quá đẹp. Họ đang đi dắt trâu đi đâu không biết, đi chăn trâu ra buổi sáng. À, sáng nay bà con cầm cả cuốc xẻng nữa, hay là đi làm nhỉ, đi múc cầu ấy. Đây, máy múc vào thử đêm qua đây, nằm vùng đây. Hôm nay bà con cũng có mặt ở đây rồi. Hôm nay là múc mố trước và lấy ngày. Bây giờ suối này là nói qua các bác biết là hôm trước cũng anh Tình trao đổi đó là có 3 người mất ở đây nhỉ, 3 người lớn đúng không, 3 người đã mất ở đây rồi đúng không? Trôi ra đến đâu? Ra đến cái cầu đầu tiên ở ống tích ra ngoài kìa. À, à, cái máy này ra ngoài kia dọn đường trước đúng không? Ừ. Xong quay vào múc sau. Đây, bà con đang sắp lễ sang để cầu cho mưa thuận gió hòa, rồi là những người làm cầu là không bị sao, an toàn lao động. À, bảo là cúng luôn trên sàn này này hay là cúng dưới kia chú? À, phải dưới kia. À, dưới đấy à? Vâng. Rượu gà xôi đèn. Đây hôm trước cứ bảo nhà không phải nhà thôi nhá, đây là ấy. Đây là lều thôi, lều của anh, nhà anh Tình. Đấy, nhà anh Tình có cái lều đây. Chú này có cái khăn đẹp đấy, uy tín đấy. Ở đây có hai cộng đồng người dân tộc sinh sống, đó chính là người dân tộc Dao và người dân tộc Mông. Dân tộc Dao thì chiếm đa số hơn, còn dân tộc Mông thì ít hơn. Bên kia là tất cả những cái hộ gia đình đang được huy động ra đây.
Bà con ra để biết được hôm nay là cái cúng động thổ. Mấy hôm nữa thì sẽ có 50 suất quà nhé, sẽ mà được các nhà hảo tâm sẽ cho ở đây. Đấy. 50 suất quà qua kênh Hội Chữ Thập Đỏ. Đấy. Thầy cúng. Hàng lúc hiếm tao tao đùa thêm tao tao tí nghiền tao đùa thì kiểm tra của đang hôn thiên cúng mua con thu tay thì càng thì nó thêm mọi ta thêm một lùi mà nó thì kiểm tra thì biết tao đùa thì lò sàn lò suy gái đẹp thế lò thu sàn sàn gì đều có suy ta đây 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 sàn quay con gái này đẹp không các chị em hàng ngày đẹp thế tao đùa thêm vài ngày thêm hai ngày thì dùng kêu thì kiểm tra ấy rồi rồi có những tao đùa phân bản năng rồi giá thì tôi thì giá mà tôi mà bộ này còn đỏ hơn cả chữ thập đỏ của mình nhé. Đó là từ đấy ạ. Tái sinh nhá. Ôi cao sĩ mẹ rồi chứ ba đại gia hi chả cả thích sao sư chiếc trắng ở thêm tiền cung ở thêm tiền tiếc của nhân gái còn xinh hơn cả cắm của áo của mình tiếc nhân thế sẽ thêm một nhưng mà thêm một tối nhật chưa phải là hai ngày thấy nhiệt chưa một người này nó thấy nhiệt tay nó thấy nhiệt chỗ nó thấy này là nhiệt tiểu nó thấy một chút có điều thấy này nó thấy về cái tay thì chia một ta thêm một nó tốt thực hiện thế nó thấy một ta thêm một đẹp quá rồi các chị em sẽ lò suy lò thu theo sang kiểu đi cưới này kiểu đi sang trong ngày cưới họ mặc trang phục này anh giá thì to thì giá mà to là con gà kia nhá. Nhất là thầy yên kiểu tao thi. Thi tiền là thầy này sáu thi chín là thầy này rồi. Biết bao thầy để dễ hơn. Thầy vừa thi vừa tiền. Pha lù tì hà bố vừa thi vừa to. Nhìn thấy mấy chị này không? Áo còn đỏ hơn cả tất thắng à? Ra chụp cho cái ảnh cái. Cái này là len đấy. Một câu len về ngày thì hàng ngày thì nhiệt phiêu à đẹp thật đấy cái tay với một ta thì tuyệt vời thì còn phiếu có dễ thương nhưng mà thì bị chú na đến hai đến 27 này là bà con cũng được nhận quà mà ở đây được nhận quà trong đây là dân tộc Giao chỗ anh Nhu mặc này à à đây gọi là dao người dao gì nhỉ anh nhỉ dao đỏ đẹp quá à đây mông đây mông đây đây đấy đó đẹp chưa ừ đây đây đấy đẹp chưa đây thắng bây giờ chỉ đứng cạnh thôi thắng là phụ rồi phụ rồi phụ rồi nào chụp cái ảnh cái mẹ một con tôi tẩy ta đu thì tôi sao là thấy cũng ta tôi đấy tuyệt vời chiều tỏ thú tí chiều ní sang xinh chưa ta đồ chiều tàu thì thú tí chiều đi sang cùng ở thì tiền tảng thì nó tên lò than ạ thì lò suy đây nhỉ thanh nhị in chặt thì quan tó ta tiền thì mẹ tháo ta tí mới roi điềm bao đại nhị in chặt ta thì ta sư thiên sáng tiền phung để tiêu quan nhân thiên sáng nam pha thì chi pha pháp pha tôi nhận pha tiền phung để tiêu quan nhân thế sẽ tu phang à thế nên nó thế một con thụ tẩy thế tối than à thế cũng than tối đi cũng đi thế làm phang thì phang pháp phang tôi dạng thế dụ như thế chẳng thế một đứa mà thêm bệnh này hai ngày thì giao giao ở lùng bể là coi như là thầy chiều khi quê thì có thêm vừa là tôi nắng à giá trị có khi giá mà thế còn đây là giao nhẹ nắng à chính hàm á tả là nhẹ nắng à đó rồi từ đại nhìn nắng như là nhẹ nắng à con táo ta thiền là thầy mẹ ta có chính mình rồi tiếng ba đại nhìn in chật tay mua tôi từ tàu thì giá vẫn mua hoa tiên và tôi sẽ tự cung tự kiếm những người ta bộ này bình thường là khi đám cưới là phải mua thế à? Mua hoặc là thêu mất một năm thế à tầm khoảng là 5 triệu nhỉ 8 triệu à
Ai già? À, hóa ra bây giờ lên giá rồi chú còn không biết. trước 5 triệu thôi. Trước 5 triệu. Trước chú mua cho vợ có 5 triệu thôi. À. Thế à? Cái này là thiếu quần à, à. Đúng rồi. Đây là bình thường là chỉ có mặc ngày lễ. Ừ. Ví dụ như là trong đám à? Trong có đám cưới này. Đấy là mặc thôi. Chẳng qua hôm nay là bà con được động thổ cầu, phấn khởi vui mừng thì là mặc. Cho tiền đấy á? Xong rồi đấy à, đốt vàng đấy là xong rồi đấy à. Bây giờ cũng phải cuốc mấy cái cho nó phải vía chứ. Đâu, bà con ra đi. À, mấy chị em xong là nhặt cái đá kia. Nhặt đá này cắt luôn để mang dùng là Đây anh Thắng thấy nước to chưa? Nước bự đấy nhỉ? Đây bây giờ bà con động lấy vía tí. Đá đấy thì nhặt sang bên trên chứ không? Nhặt sang bờ bên trên. Nhặt trên trên cái đá này à u dầu tới ơi hiểu cha tới mày chàng tao nãy gión tao lì pia này đá đống rồi dọn lì pia thức cái hên lưu y bung cái hên do để à pa thôi tao mới su thế này cả mong nếu còn đào mố ở đây đấy tao tao bung tao bung tao thương bung ha nước ăn này ha mày tới mày dù ra lưu mày tới cái hên lưu đúng rồi bà con xếp mai ngày kia là cuốc cái này đúng không? Cuốc ngày chỗ này này. Đấy. Tính mố là cuốc đấy. Trong lòng cống là trong lòng cầu là lòng, 9 mét đấy. 9 mét à? Ừ. Bảo là 9 mét. Trong lòng cống. Trong lòng cầu. Tổng cả mố là 9 mét chứ. Đúng rồi. Tổng mố 9 mét là được rồi. Ở trong nó lọt nước tầm cỡ 7 mét được. Bởi đây là cũng đang dự kiến mà đang từ chỗ này sang bắt sang chỗ này đấy. Lòng để 9 mét á. Thế nó phải rơi vào 11 mét mấy đấy. Qua là có tố ở chân cái nước luôn. Thành ra là cầu dài là gần 12 mét. Cả hai mố. Rồi nếu mà từ nhịp đường thế xuống nữa là ấy đấy. 11 mét mấy, 2 mét. Đây à? Đây à? Đúng đoạn này à? Đấy tập đấy anh ạ. Từ đây này. Vâng. Đấy các tráng sĩ, các cô gái đang bê đá. Mạnh chưa? Hôm qua nước lũ về dâng lên tận kia đúng không? Đấy. Mùa đấy tràn đây nước mùa không hiểu sao năm nay mùa đông mà tự nhiên lũ lại về mùa đông chứ. Ê. Nhạc. Đấy, lũ năm nay là mùa đông về mà lũ mà. Bên này là 10. Tính ra là nó vào 10-12 mét đấy, như thế cả cái mố cầu. Thân cầu nó sẽ vào 12 mét có thể. Ờ đúng rồi, ăn vào mối bên mố là khoảng mét hơn mét nữa. Đấy, làm cao tâm bà con là ơi. Đang hôm này nhiệt tình đấy, hôm này buổi đầu thấy là xuất kích là được đấy, anh em bảo là hôm nay là làm là lấy vía nhá các bác nhá, đến hôm 27 này đấy mấy tráng sĩ này khỏe nhở được đấy, tí luôn thưởng luôn cho đĩa xôi với con gà. Đấy là đến 27 này thì sẽ có quà và sẽ tiến hành là múc mố múc viếc. Ừ. Được đấy, bà con thôn này được. Đấy. Đấy, một lúc cái là
khu đá này là bay luôn. Bờ kè là đón dòng là phải to đấy. Tính là nếu mà không ấy thì chuẩn bị vật liệu xong rồi ngày mai ngày kia là đủ luôn thôi. Được cái là cứ làm luôn. Cứ làm nào là mà lợi nhất cho bà con. Xem mấy bọn em đi ra ngoài kia xem cái đại lý nào đấy để chuẩn bị vật liệu các thứ. Đấy. Lúc nữa phải dọn hết chỗ này đi xong đánh một đường ra đây. Một đường ra đây. Quay ra kia cho ô tô để tránh ô tô mai nó còn chở vật liệu đi vào làm luôn. Làm luôn. Xong rồi chiều cho máy đặt hình bóng luôn xong máy về cho bà con làm luôn. Phải có mua, thôn nó vẻ nhiệt tình cơ. Mua thêm đấy. Nhiệt tình chứ, đây nhiệt tình mà. Thôn này nhiệt tình đúng không? Vâng. Là có cầu ngay, cầu khỏe luôn. Đấy, rất mong là được cái sự ủng hộ, quan tâm của các nhà hảo tâm nữa. Để cho cây cầu nó triển khai được nhanh và chắc chắn hơn. Tại vì là kinh phí nó nhiều thì là sẽ làm được những cái cánh gà, cánh yếc rồi là những cái hạng mục ấy nó tốt. Đó. Rồi là có đèn năng lượng cho bà con. Thôn này là chưa có điện. Bà con trong này là nguồn điện là chưa có. Rất mong được rằng là có thêm những cái chiếc đèn năng lượng nữa cho cây cầu nó sáng, đường xá đi lại cho nó đẹp. Đấy, bà con hai cái bè đấy. Hai cái bên cánh gà này. Hai bên cánh cánh gà ấy này chắc nó rơi vào khoảng 20 xe đá đấy. Không, đá đây, đá này cánh gà được hết mà. Đá này được mà. Đá này không cần phải đi mua đá đâu. Cánh gà không cần phải mua đá. Mà cánh gà là ông cứ trộn kia à, trộn đấy kia, ông đóng khuôn ngoài cái ông đổ vào. Ở đây nó có thợ xây được. Đấy. Có thợ xây đá được. Đổ vút pha. Toàn những thằng đi làm về thôi. Thế à? Vâng. Toàn những thằng biết làm cầu rồi đấy. Đi làm thế là xây được, về. được, hôm nay được đấy. Đây nếu mà có bạn ấy điện nước hay là ấy kia mình muốn xem đi bắt chảo được không? Vẫn được làm mà. Làm vớt lắm, cái đấy làm vớt lắm, bắt chảo được nhưng mà làm vớt lắm. Hôm nay các tráng sĩ không bê được à? Ơi, phải máy xúc à? 3-4 tráng sĩ vào. Đấy. Đấy, trong này cho nên không có điện để nhiều quá đây. Cứ tối đến là mấy tráng rồi. Sĩ bần vất ra kia xem nào. 3-4 người khỏe. À đâu nào, đâu? Mấy tráng sĩ nào? 17 đâu? 17 21 được. Bác này 17 nhân 3 rồi này. năm mươi cộng này được đấy, đi ngay, cần gì phải máy xúc đấy, lên luôn được đấy, thông cống luôn, thông suối luôn. Sáng ra đấy, cái năm sáu chị còn em phụ nữ khỏe hết, xong tây đèn hết chán lắm, được đấy, máy phát điện đây. Wow, đấy, khỏe đấy. Được. Mấy hôm các chị em phụ nữ, gái sinh, gái kiếc làm còn chục xe đá ở bên chỗ. Được đấy, tốt đấy, ổn. Nhưng chỗ đây nó đập khó quá. Ở đấy nó đập dí. Nó đá nó mỏng mỏng, nó đập dí lắm. Đập xong. Chắc bọn em làm xong cái này xong, làm xong hai bên mố xong em đi đập đá. Viên nào là đấy, viên to đấy, viên to đấy. Đấy, anh em cho lên đi. Đấy, lên nè, cho lên viên đấy. Ơi. Theo như em tính là lên. Trước cái thời. Nào, mạnh nào. Rồi, đấy. Tiếp tục. Nào. Tiền bóng thì được, viên này được đấy, viên này. Mấy tráng sĩ này được đấy. Lên. Lên. Rồi, đấy. Cái cầu này phải có ấy. Nào, cái nữa là tránh ra nào. Hai cuộn. Lên. Được, là giữa suối rồi. Đấy, khỏe đấy. Đánh em đẩy vào chỗ ven ven như kìa, cho nó lên dễ. Chỗ đấy vướng cái gờ, đẩy mạnh lên. Nào, bốn người vào, rồi, khỏe mạnh lên. Ở dưới anh tính xem thế nào, múc cho nó rộng một tí. Xong đến trên mặt xong mình thu làm cái cầu ấy thôi. Mình thu làm cái mố lên. Ở dưới múc rộng một tí, đồ cho nó ăn.
Mình không làm như thế mai nó xuấy nó sẽ đổ ngay. Mình phải làm cho nó xa xa một tí xong đỡ xuấy. Cái đấy thì chiều mình chảy chảy nước. Rồi, lúc rồi xong luôn lòng suối. Đông đủ là khoảng 15-20 ngày là xong cầu á? Là xong hai mố hai bên. À. À, được đấy, cái thôn này mạnh đấy. Ôi, cái cầu ở dưới kia bọn em đi làm một ngày đổ cái mố ở dưới kia bọn em làm một ngày là xong đấy. Thế à? Bây giờ thế được, được. Nhanh lắm. Ừ. Đội này đúng đội mạnh rồi, gặp ngay đội mạnh. Đội này đúng là cần cầu đúng rồi, mạnh đấy, được. Ừ. Gặp đúng bản rất nhiệt tình rồi, đang khao khát rồi. Anh xem nếu mà bọn em làm xong cái này mà còn xin được ấy, cho bọn em cái đoạn trên kia nữa. Cũng có cầu à? Có cầu chứ, ở chỗ đấy suối to hơn này. Thế à? À. Được rồi, bây giờ cứ test, test, test. Suối to hơn cái đoạn này. Thế à? Test cái này chưa đã nhỉ? À, cứ test cái này xem bà con, cái độ nhiệt tình của bà con ở đây như nào. À. Xong còn đâu là... À, anh Tình anh đang nói là lại tiếp tục là xuyên thêm một cây cầu trong ngày nữa. Vâng, vâng. À, trong ngày vẫn còn một suối nữa là qua hẳn cái khe này đây. Khe to đấy, cái suối to rồi đấy. Rồi, ok. Thế là... Nhưng mà cái chỗ đấy nó hẹp hẹp rồi, làm thì chắc khoảng 9 mét lòng cái này được rồi. À. Bởi vì chỗ đấy nó hẹp, nó sâu xuống. À, rồi, cái rồi. Còn cái mố nó cao. À, rồi, ok, thế được rồi. Thế là cầu nó chỉ tương đương như này thôi. Vâng, tương đương như này nhưng rồi. Nó cao hai bên mũ. Được rồi. Thế bây giờ thì cứ làm xong cầu này á nhá. Vâng. Chúng ta test một cầu trước xem là bà con ở đây như nào. Tại vì mỗi một vùng đất, mỗi một nơi là Thắng cũng phải đều đến để giao lưu được với các bà con. Để xem bà con làm như nào và rồi là điều kiện bà con sống ở đây ra làm sao. Văn hóa, tập tục, đời sống ở đây như nào nhá. Đấy. À, bà con đang làm, vẫn đang vần đá vần nước kìa. Đấy, mấy chị em đang nhặt đá nhặt nước. Mạnh không? Đang đẩy đá đẩy nước. Rồi. Bây giờ anh ơi, bây giờ anh ấy đứng đây. Anh Tình ơi, mấy anh ấy là anh Nhu, mấy anh đứng đây cái. Kệ bà con cứ nhặt đi. Em gửi tiền cái cho bà con gái xong là gửi tiền lại anh Tình đại diện nhận giúp em. Trực tiếp là người đi mua vật liệu ra ấy. Đâu em Tài ơi. Tài em ra đây đứng đây anh trao tiền lại cho các anh với các chị ấy. Cho bà con. Tình đứng ở dưới. Ừ, các anh cứ bố trí chỗ đứng chỗ kia đi thoải mái đi. Đấy. Bà con bảo là đầu tiên đấy tiền nhiều. Ở đấy bà con đứng hết đây là càng đẹp. Đúng rồi, bà con đứng này luôn. Ờ đấy. Đẹp quá. Rồi, hôm nay là rất là vui và được mọi người cứ đứng ở đây đi, bà con đứng quanh đây. Ở đây ưu tiên các cụ già đấy, các cụ già hôm nay cũng mặc trang phục đẹp đẹp lắm. Quá cụ bao tuổi rồi à? 70 tuổi. Cụ này 63 tuổi. Cụ này chắc hơn 70 rồi. Cũng 69. Vâng. À, vâng. Hôm nay thì rất là vui được công bố cái số tiền này tại lòng suối này cùng với cả bà con rồi là các anh chị em ở trong thôn. À, đến ngày 27 thì Thắng sẽ, nếu mà không bận thì Thắng sẽ trở lại đây. Còn không thì sẽ có anh em ở cơ quan hội chữ thập đỏ của Tất Thắng đến đây cùng với cả chính quyền địa phương làm cái lễ khởi công và trao quà cho 50 hộ ở trong này. Thì hôm nay thì Thắng sẽ công bố cái số tiền mà Thắng được nhận được từ hôm mà Thắng làm cái cầu Tân Sơn. Ở đó thì Thắng đã công bố rồi, nhưng mà khi quay về đây thì cũng công bố để cho bà con, anh em chính quyền địa phương và những người nhận tiền để trực tiếp làm cái công trình này để biết được. Thứ nhất là cô Linh Trong có gửi cho Tất Thắng là 23.700.000. Anh Cao Ngọc Trinh có gửi 1 triệu.
chị Trần Ngô ở Mỹ có gửi 2 triệu, chị Đặng Hồng Toan gửi 1 triệu, anh Đặng Đình Hùng gửi 500k, em Yến ở Đắk Nông gửi 2 triệu, cháu Nhật Quang gửi 1 triệu, anh Minh Trần gửi 4 triệu rưỡi, cô Tâm Như gửi 10 triệu, đại diện chùa Bà Thiên Hậu gửi 7.200.000, chú Sam Dương gửi 25 triệu, chú Úc ở Thanh Hóa gửi 2 triệu và cháu Nguyễn Hoàng Duy ở Bình Dương gửi 1 triệu, cô Lan gửi 3 triệu và cô Hồ Thị Hậu ở Mỹ gửi 3.520.000, Nguyễn Kim Oanh gửi 1.500.000 và anh Chuyển ở Bình Dương có gửi 5 triệu. Và hôm qua là có 3 người có lên đến Hà Giang thì Thắng nhận được, đó là của anh Trọng ở Hà Đông có gửi 500.000 và Nguyễn Thị Mai Thanh ở Long Biên, có nghĩa là cô Nguyễn Thị Mai Thanh này thì hôm qua đã được em Tài đưa đi cao nguyên đá Đồng Văn chơi, là cô Nguyễn Thị Mai Thanh ở Long Biên có gửi 1 triệu và chị Trần Thị Huyền, chị Hường ở Long Biên có đi cùng đoàn đó cũng gửi 1 triệu và cô Trần Thị Huyền ở Long Biên Hà Nội có gửi 1 triệu nữa. Thì đến giờ thì Thắng sẽ bàn giao trước cho thôn là hôm nay là 50 triệu. Cái số tiền nhận được là Thắng đã cộng vào là 94.497.000. Đó là cái số tiền nhận được. Thì hôm nay là Thắng bàn giao lại số tiền này là 50 triệu trước. Thì hôm nào bắt đầu xong mố thì Thắng tiếp tục bàn giao lại tiếp cái số tiền tiếp theo. Và qua đây thì Thắng cũng kêu gọi thêm cho mọi người có thể... ai có nhiều ủng hộ nhiều, ai có ít ủng hộ nhiều ít, ủng hộ giúp cho bà con trong thôn này vẫn còn đang rất vất vả khó khăn, là chưa có điện, rồi là không có sóng điện thoại, rồi là còn thiếu thốn rất nhiều thứ nữa. Cuộc sống hiện giờ thì đường xá thì bây giờ bắt đầu đang được mở để cho có đường vào, còn đâu là cuộc sống bây giờ bà con vẫn là vất vả. Hôm nào thì Thắng hứa với cả các bác là Thắng sẽ quay lại đây để quay cho các bác biết được về toàn cái cảnh ở trong cái thôn này. Hôm nay thì bàn giao lại cái, còn cái số tiền hôm trước là có anh Hải kênh Sapa TV, anh bạn Phạm Dũng và bạn Phan Diễn và bạn Song Nghỉ đã có vào đến thôn gửi tiền, thì là anh 8 triệu. Anh đã nhận tiền riêng rồi. Cái tiền đó thì em không ghi ở đây. Đó là tiền đã các anh em làm YouTube cùng Thắng cũng đã vào đến tận đây là gửi trực tiếp cho thôn rồi, nên là Thắng không quay lại nữa. Bây giờ đây là 50 triệu và anh có anh Triệu Văn Tình, đại trưởng nhóm hộ dân ở đây, anh đếm giúp em đây là 50 triệu em bàn giao lại cho thôn của mình. Đó, nhờ anh đếm giúp. Em còn chưa biết đếm cái tiền to này đấy. Đấy là nhờ anh đếm lại cho nhá. Hôm nay cũng là ngày khởi công đầu tiên. Thì bản thân của tôi thì cũng không biết nói được gì nhiều hơn. Tôi xin được thay mặt toàn thể bà con cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ tuyệt vời. Cho toàn thể bà con trong này một cây cầu. Rất là cảm ơn. Anh Tình là anh ấy nha. Tuyệt vời, bà con rất là phấn khởi. Thắng cũng rất là mong được còn nhiều những cái chương trình đến với cả bà con như này. Đó. Hơn 100 triệu rồi. Còn cái số tiền nữa là của cô Linh Trong thì em sẽ thông báo lại xem là cô Linh Trong là giúp ở cây cầu này bao nhiêu. Vâng. Thì tổng cây cầu là đang dự kiến là cả mố hai bên nữa là coi như là 12 mét. Đấy, trong lòng là 9 mét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 được. 100 chưa? Vâng. Đấy là anh... Cảm ơn. Anh Tình, Triệu Văn Tình đã trực tiếp thay mặt nhóm hộ Thắng đã bàn giao lại là 50 triệu. Còn tiếp tục hôm nào bà con rất mong là bà con sẽ tiếp tục tâm nhá. Vâng. Bà con sẽ trực tiếp làm, thì hôm nào thiếu như nào đó thì sẽ bàn giao tiếp. Bà con chúng tôi xin hứa là sẽ hoàn thành cái cầu này trong thời gian sớm nhất. Vâng. Úi, bà đẹp lão thế. Đây cho anh phó chủ tịch xã, có ngay anh cũng bảo là cho anh ấy đôi lời cảm ơn. Thay mặt các đồng chí các vị chính quyền địa phương
Trước tiên là cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn anh Thắng, cán bộ Chi Hội Đỏ tỉnh Hà Giang đã kết nối các nhà hảo tâm về đây để giúp đỡ bà con xây dựng cây cầu. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương, tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giúp cho bà con để thực hiện cây cầu sớm nhất để đưa vào phục vụ cho bà con đã mong mỏi bấy lâu nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Lúc nãy thì Thắng cũng nghe lỏm tí là anh Tình, anh cũng bảo là bà con đây rất là nhiệt tình. Và nếu đủ vật liệu thì chỉ trong vòng khoảng 15 ngày thôi là bà con sẽ xong được hai mố. Nên là các bác đón xem là trong thôn bản như nào nhá. Đấy là còn đâu bây giờ thì Thắng sẽ kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Và rất mong được sự ủng hộ quan tâm sớm của các bác. Gọi điện qua số điện thoại 0834 335 335 để Thắng chuyển lại cái số tiền của các bác đến được cho bà con thôn bản. Còn nếu bác nào có thời gian có thể đến trực tiếp đây, có thể giúp trực tiếp bà con cũng là rất là tuyệt vời. Sau đây xin gửi lời tạm biệt và xin chào bà con và chào mọi người. Rồi. Tuyệt vời.